Thưa quý vị và các bạn, có thể nói u biếu đang là căn bệnh rất đáng lo ngại hiện nay, bởi việc điều trị căn bệnh này cũng chưa mang lại hiệu quả tích cực cho bệnh nhân. Trước thực trạng này, hàng loạt các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ điều trị đã ra đời. Tuy nhiên, việc tìm được một sản phẩm uy tín có chất lượng còn là một câu hỏi rất lớn. Vâng, đúng như là Quốc Anh vừa mới nói thì việc lựa chọn được sản phẩm tốt bảo vệ sức khỏe là vô cùng quan trọng. Và một sản phẩm mà Lê Huyền muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Can, giải pháp đồng hành cùng hơn 10.000 bệnh nhân u biếu trong suốt 5 năm ra đời. Nghe Lê Huyền nói thì có vẻ như là An Can là một sự lựa chọn hàng đầu cho bệnh nhân u biếu. Và Quốc Anh thắc mắc là tại sao An Can lại nhận được sự tin tưởng từ rất nhiều bệnh nhân u biếu đến như vậy? Và Lê Huyền có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Vâng, Lê Huyền sẽ rất sẵn lòng trả lời cho Quốc Anh cũng như là quý vị và các bạn. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Can là thành quả của một công trình nghiên cứu tâm huyết trong thời gian dài bởi nhóm các nhà khoa học, nguyên công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Học viện Quân y, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và chính thức thử nghiệm từ năm 2008. Đến năm 2012 thì công trình này đã thành công và An Can chính thức được công bố rộng rãi tới cộng đồng. Được bào chế từ các thảo dược quý như tinh chất curcumin từ nghệ vàng, xạ đen, linh chi, thông đỏ, rau má, trà xanh và một số khoáng tố vi lượng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Can giúp hỗ trợ khử các gốc tự do, hỗ trợ giảm thiểu sinh ra khối u do tác nhân oxy hóa. Do đó, An Can mang lại hiệu quả rất tốt, phù hợp với những người đang hóa trị, xạ trị sau phẫu thuật các khối u bướu. Và đặc biệt, sử dụng An Can thường xuyên sẽ giúp phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tật, đặc biệt là các khối u. Lê Huyền này, qua clip vừa rồi thì Quốc Anh thấy là An Can có rất nhiều tác dụng. Đây thực sự là một sản phẩm rất là tốt dành cho sức khỏe của mọi người và đặc biệt đối với là bệnh nhân u biếu đúng không ạ? Đúng rồi Quốc Anh ạ, bởi sản phẩm An Can có đến 4 chức năng lớn, đó là chức năng thải độc, khử gốc oxy hóa tự do, giúp tăng cường chức năng của hệ chuyển hóa như là giảm cholesterol, giảm axit uric, giảm lượng đường nên rất tốt trong việc phòng ngừa các bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp. Và đặc biệt trong An Can có các thành phần được chiết xuất từ các thảo dược quý như là tinh chất curcumin trong nghệ vàng, trà xanh, cao xạ đen, nấm linh chi, thông đỏ, vân vân. Có tác dụng đặc biệt tốt trong quá trình hỗ trợ điều trị, tiêu u bướu, nâng cao thể trạng của bệnh nhân. Lê Huyền này, một điều mà Quốc Anh thắc mắc là hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo là có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị tiêu u bướu. Vậy đâu là ưu việt của An Can để quý vị và các bạn có thể lựa chọn tin dùng đấy ạ? Vâng, Quốc Anh và quý vị khán giả thân mến, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi mà sử dụng sản phẩm An Can bởi trong thành phần của An Can có chứa rất nhiều các loại thảo dược tự nhiên đã được khoa học chứng minh các hoạt chất sinh học có tác dụng tốt trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh. Không chỉ được nghiên cứu những đặc tính có lợi theo Đông y mà còn được chứng minh bằng kỹ thuật khoa học hiện đại của Tây y nữa. Đặc biệt, các thành phần trên được chiết xuất từ các thảo dược quý đạt tiêu chuẩn GAP và được nuôi trồng tại các vùng nguyên sinh Việt Nam như xạ đen Hòa Bình, trà xanh Thái Nguyên, nghệ vàng, rau má Thanh Hóa, thông đỏ Đà Lạt, nấm linh chi Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo chất lượng, sự ổn định của nguồn nguyên liệu. Cùng với đó, sản phẩm được chiết xuất trên dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP nhằm tạo nên một sản phẩm cao cấp thương hiệu Việt. Với những giá trị mà An Can mang lại cho cộng đồng, sản phẩm đã được vinh danh với rất nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Sản phẩm Vàng vì Sức khỏe Cộng đồng 2014 bởi Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2017 bởi Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thương hiệu sản phẩm bán chạy 2017 bởi Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế. Ăn uống lọ thứ nhất, anh cảm thấy rằng cái miệng mình biết là cái phần sưng này nó giảm đi. Anh uống tiếp tới lọ thứ ba và thứ tư. Giờ thì anh thấy những cái phần hạch sưng ở dưới hàm của mình nó đã mất. Bóp không thấy đâu. Nguyên thuốc An Can bây giờ nó gần như là nó dính liền ở trong người. Rồi cô uống thuốc cái giờ cô thấy khối u nó hơi teo nhỏ lại. À, thì cô mới vừa đi kiểm tra hôm bữa 13 tháng 3 nè, thì cô thấy cái khối u của cô nó giảm nhiều lắm luôn, nó còn hình như là 9 với 11, cô nhớ không làm là như vậy. Em trong quá trình sử dụng thuốc thì em uống thuốc hết 3 tháng, em đi khám lại là cái thước giảm còn 16 nhân 19 mm. Thế thì xong bắt đầu em uống 2 tháng nữa em đi khám lại thì hôm nay với kích thước là còn 10 mm.
Vâng, trên tay của Quốc Anh là một lọ Ancan được bào chế ở dạng viên nang tiện dụng, có thể mang theo bất cứ nơi đâu để phòng bệnh. Một ngày quý vị uống từ 2 đến 4 viên, chia thành 2 lần. Đối với bệnh nhân đang và sau quá trình hỗ trợ điều trị khối u, ngày 6 đến 9 viên chia thành 2 cho tới 3 lần hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Vâng, Lê Huyền này, Ancan có rất nhiều tác dụng như vậy, nhưng một điều mà Quốc Anh cũng như quý vị khán giả muốn biết là sử dụng Ancan bao lâu thì có hiệu quả? Vâng, thưa quý vị khán giả và Quốc Anh thân mến, thời gian sử dụng sản phẩm Ancan có thể từ 3 cho đến 6 tháng tùy theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, hoặc là dùng thường xuyên để phòng và hỗ trợ điều trị khối u, một sản phẩm rất hữu ích. Thưa quý vị, với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, sản phẩm Ancan sẽ là món quà tốt nhất cho sức khỏe, đặc biệt là những bệnh nhân u bướu đang hóa trị và xạ trị.